Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về một bộ tượng gỗ mới. Mẫu này thì được làm trên chất liệu là gỗ nung nghiến, đó chính là hình ảnh Phật A Di Đà. Và mẫu này có kích thước chiều cao 67, chiều rộng 45 và chiều sâu 25. Giá của mẫu tượng này là 5.500.000 đồng. Quý khách sẽ được kiểm tra hàng kỹ lưỡng trước khi thanh toán và bao cước vận chuyển. Và chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là một vị Phật lớn trong Phật giáo, ngài là giáo chủ của thế giới Cực Lạc Tây Phương, đại diện cho những giá trị tốt đẹp của quá khứ. Tượng A Di Đà mang ý nghĩa rất lớn đối với chúng sinh, giúp cho con người thoát khỏi những phiền muộn trong cuộc sống, thành tâm hướng đến ánh sáng từ bi của Đức Phật. Ý nghĩa của Phật A Di Đà: Phật là hiện thân của an lành, của những điều tốt đẹp. Tượng Phật A Di Đà giúp con người thoát khỏi những khốn khó cùng cực trong cuộc sống, để con người hướng về những điều kiện, hướng đến những điều thiện phúc lành. Thờ tượng Phật A Di Đà trong nhà để cầu mong sự an bình, sức khỏe, tai qua nạn khỏi. Trong quan niệm của cõi Niết Bàn, đời là bể khổ, nhưng khi con người thấu hiểu chân lý, được Đức Phật dẫn dắt, tránh xa tham sân si, mạn nghi, ác kiến của trần thế thì sẽ tự giác ngộ một cuộc sống thanh tịnh yên bình. Phật A Di Đà là vị Phật lớn trong Phật giáo và là giáo chủ của thế giới Cực Lạc Tây Phương, đại diện cho những giá trị tốt đẹp của quá khứ. Đây là một yếu tố và là nền móng để con người nhìn lại và hướng về tương lai tốt hơn, tốt đẹp hơn. Nếu ai đã từng lắng nghe những bài thuyết giảng của Phật giáo và hiểu về Phật khi tâm trí căng thẳng, mệt mỏi, thiếu tập trung thì có thể tụng kinh niệm Phật sẽ giúp cho tâm thanh tịnh, tăng cường sự tập trung, dũng khí. Phật A Di Đà, Phật bản mệnh, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trước hết, gia chủ cần hiểu Phật bản mệnh là như thế nào. Phật bản mệnh được gọi là Phật độ mạng và Phật hộ thân, gồm 8 vị Phật và Bồ Tát. Phật giáo Mật Tông đưa ra 8 thuyết vị bản tôn chủ quản 12 con giáp, trong đó Đức Phật A Di Đà chính là Phật bản mệnh tuổi Tuất và tuổi Hợi. Với những người tuổi này, khi trưng bày các tượng Phật A Di Đà trong nhà sẽ có sự bình an, may mắn trong cuộc sống, nhất là trong công việc. Phật A Di Đà hỗ trợ tối đa cho tinh thần, trí tuệ, làm việc hiệu quả và năng suất, giúp gắn liền các mối quan hệ đồng nghiệp tốt hơn. Dưới ánh sáng vô biên của ngài, con người sẽ tránh được những tai ương vận xấu, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành. Phật bản mệnh A Di Đà sẽ giúp những người tuổi Tuất và tuổi Hợi vượt qua mọi khó khăn, khổ nhọc, vừa đến sự sáng tạo, thành công về mọi mặt. Tâm linh không thống trị vũ trụ, nhưng những quan niệm, thuyết pháp của tâm linh Phật giáo luôn soi đường chỉ lối, giúp con người hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Đức Phật A Di Đà hướng con người tu nhân tích đức, hướng đến chân thiện mỹ và tránh xa tham sân si, để từ đó vượt qua mọi khổ ải của nhân gian. Chính vì vậy, gia chủ tuổi Tuất và tuổi Hợi thờ Phật A Di Đà trong nhà, nhất là những mẫu tượng Phật A Di Đà bằng gỗ sẽ rất tốt. Cách thỉnh Phật A Di Đà và mang lại bình an may mắn cho gia chủ. Thờ tượng Phật A Di Đà trong nhà rất tốt cho gia chủ. Gia chủ nên tham khảo hướng dẫn của các thầy để chọn Phật A Di Đà bằng gỗ đẹp nhất, hay chọn mẫu phù hợp với không gian thờ cúng của gia đình. Vì vậy, tượng Phật có rất nhiều vị Phật khác nhau, như tượng Phật Quan Âm, tượng Phật Thích Ca, tượng Phật Di Lặc, với nhiều chất liệu gỗ khác nhau, ví dụ như có nhiều chất liệu khác nhau, ví dụ như đá, gỗ, gốm, sứ, đồng. Bên cạnh đó cũng là để các sư thầy làm phép tụ kinh, làm lễ khai quang, điểm nhãn cho các bức tượng. Khi thỉnh tượng Phật A Di Đà về để ở bàn thờ gia tiên, hoặc gia chủ chọn ngày tốt làm lễ an vị Phật và thỉnh Phật về nhà thờ. Vị trí đặt tượng cũng rất quan trọng. Bàn thờ Phật cần được đặt ở trên cao, nơi trang nghiêm chính của ngôi nhà, đầy đủ các vật phẩm thờ cúng khác, ví dụ như lọ hoa, mâm bồng, ngai, chén, đài thờ. Tránh tuyệt đối đặt tượng Phật xuống không gian riêng tư như phòng ngủ, phòng tắm và nhà bếp.
Chúng ta vừa đi tìm hiểu về một mẫu sản phẩm, đó chính là tượng Phật A Di Đà, cùng nghe về các cái kiến thức bổ sung về tượng Phật A Di Đà và ý nghĩa phong thủy. Mẫu tượng gỗ này đồ gỗ bàn 6 đang bán với giá là 5.500.000 đồng. Tôi đã chia sẻ cho quý vị rất là nhiều các cái thông tin về mẫu tượng này và cũng như đi chi tiết từng cái chi tiết nhỏ trên cái tác phẩm này. Thì tác phẩm này được làm trên chất liệu gỗ nung nghiến và đục bằng tay. Ở mặt sau thì quý vị có thể thấy được các cái phần, đó chính là nu hoa tự nhiên, có để cả lúa tự nhiên. Với những cái tiết diện phẳng mà đã được làm bóng thì nó nổi lên các cái đường vân của chất liệu gỗ nung nghiến rất sáng, vân tự nhiên, rất độc đáo. Đối với tác phẩm này, nếu như quý vị mang về trưng bày và sử dụng thì sẽ là một tác phẩm có 102, bởi vì sẽ tùy từng phôi gỗ và tùy từng kích thước của từng cái khúc gỗ ở trên rừng mà người nghệ nhân sẽ thổi hồn tạo nên một tác phẩm. Đối với phôi gỗ này thì người nghệ nhân đồ gỗ bàn 6 đã sáng tạo và áp dụng những kinh nghiệm đục đẽo cũng như là tư duy về nghệ thuật để đục chạm tạo nên một bức tượng Phật A Di Đà. Và trong một video ngắn vừa chia sẻ đến cho quý vị về các điều mà tôi đã nói ở trên. Quý vị mà theo dõi được video này hãy chia sẻ lên các hội nhóm trên Facebook cũng như trên Zalo, và để mọi người vào đăng ký, để mọi người biết đến các sản phẩm đồ gỗ từ trung tâm đồ gỗ Văn Sáu. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các video tiếp theo.